nữa xuống sân bộ công an đây. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại sân bóng Thuận Phong. Trước mặt chúng ta là cuộc đối đầu giữa các cầu thủ Đa Lộc đối đầu với các cầu thủ FC Mênh Mông. Hãy xử thôi nhá. Ai đứng đây bảo này. Hầu hết là ra đây bảo này. Hai ông này, hai ông mẹ vừa đi muộn và vừa đã 15 phút để ra sân này. Và là đi bóng đi lại người yêu này. Thương thần. Em đó. Nhà thì ở Nguyễn Xiển mà chạy không có lai người yêu này. Còn đây là thầy quần mẹ thầy còn đốt tỏi hoàng. Chạy thế mà nữa. Còn đâu nóng, nhiều đứa nhất sẽ nóng lên. Chạy thế mà không chạy yêu nha. Mình yêu ai, mình lên cái tay chạy lên. Cái đội đây mà bảo là sức bóng kia nhiều chẳng khả năng là anh đi xe máy nhưng mà vì đang lắm đấy chạy nhỏ đúng gương thì hiệp thi đấu thứ nhất thì có lẽ rằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp
có cho mình trong đội hình đó là số 12 Văn Duy, số 22 Minh Thọ, số 18 Văn Cường, số 29 Văn Thuận, số 18 Văn Cường giữa đảo trong vô của họ là Thành Cát Viên và Bóc Cát, số 15 Văn Cường ra ra đá ra đá công thủ Minh Công áo xanh dài chiếu của mình đây đi 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 vào đi tốt lên luôn pháo thủ đa lộc và bao gồm trong khung gỗ là cái gì nào gì nào gì nào mà số 10, số 7, số 8, số 9, số 6, số 83 Tuấn này, số 96 Mạnh Cường và cuối cùng là số 98 Hoàng Quang. Hết hết. Đây điều thứ nhất của cầu thủ Mê Công họ là những người lấy bước sân bên trái và đánh xuống cả. Còn cầu thủ đang ở bên sân bên phải này, xứ nghiệp khán giả. Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp mà cầu thủ Mê Công có đến với giải đấu hậu lộc đội bóng của chúng ta. Chắc chắn rằng thì đội Hùng đang sẽ rất quyết tâm để lập lại kỳ tích tại năm 2018 khi mà họ đã giành được giải ba vào năm đó. Tấm huy chương đồng đã thuộc về cầu thủ Mê Công. Thằng ông ơi, chú anh đến dưới sang 36F1 xe bóng đấy được à? Ôi, thằng bát nước. Đầu là quân ở tuần trước đó thì có lẽ cầu thủ Mê Công họ đội đấu như cho lắm. Liên tiếp là những pha không diễn của Mê Công. Còn với các cầu thủ Đa Lộc thì đây mới chỉ là lần thứ hai họ tham dự giải đấu hậu lộc của chúng ta thôi. Gần như Đa Lộc sẽ coi một tân binh. Nhưng mà kinh nghiệm của giải đấu hậu lộc của cầu thủ Đa Lộc là chưa nhiều. Có thể xét rằng thì theo yếu tố lịch sử cũng như kinh nghiệm thì các cầu thủ Mê Công là những người đang được đánh giá cao hơn khi họ đã góp mặt ở giải đấu hậu lộc của chúng ta rất nhiều lần. Và đặc biệt rằng họ còn đã có thành tích giành được cho mình tấm huy chương đồng vào năm 2018. Người đang đeo băng đội trưởng dành cho các cầu thủ Đà Lộc đó chính là cầu thủ mà số 17 Thế Nam.
khung giờ thi đấu này thì trời cũng đã nắng lên rất nhiều so với trước đó. Nó sẽ khiến cho các cầu thủ của cái đội sẽ phải rất chú ý về vấn đề thể lực của mình. Và vừa rồi là một pha va chạm giữa cầu thủ của hai bên và người bị đau có lẽ vị trí của Chí Công. Nhưng đó sẽ chỉ là một va chạm nhẹ mà thôi. Hoàn toàn Chí Công vẫn có thể tiếp tục đứng dậy và thi đấu tiếp. Và được hưởng một quả đá phạt thuộc về dành cho cầu thủ bên phía Đà Lộc. Chèo bóng không thành công. Một tình huống chèo bóng của đội trưởng Thế Nam nhưng nó không có mấy nguy hiểm với khung thành của cầu thủ Mê Công trong tình huống vừa qua. Mê Công được đánh giá cao hơn nhưng những tình huống lên bóng của họ trong những phút giây vừa qua vẫn chưa thực sự có sự thanh thoát trong đó. Nó vẫn có gì đó trong đó sự bế tắc. Đà Lộc ở những phút giây hiệp 1 này họ đang có những tình huống mà áp lực tạo lên là rất cao trước khung thành của cầu thủ Mê Công. Cơ hội nguy hiểm! Và đó là bàn thắng 1-0 dành cho cầu thủ Mê Công. Một tình huống tấn công đơn giản từ một pha cướp bóng tốt và bàn thắng mở tỷ số đến với cầu thủ Mê Công. 1-0. Và đó là lý do vì sao cầu thủ Mê Công là những người đã giành được cho mình tấm huy chương đồng vào năm 2018 cùng với 5 lần tham dự giải đấu Hậu Lộc của chúng ta. Một sự kinh nghiệm là quá vượt trội. Với việc chơi pressing cao như này thì rất dễ các cầu thủ Đà Lộc ở những hiệp phút giây hiệp thi đấu hiệp 2 họ còn bị tốn nhiều sức hơn nữa. Vì vậy có lẽ hiệp 1 này vẫn chưa phải là một hiệp 1 mà Mê Công họ sẽ tỏ ra quá mạnh mẽ. Họ vẫn đang có chút gì đó nhường thế trận lại dành cho cầu thủ Đà Lộc. Có lẽ sự già dở cũng là yếu tố rất cần thiết. Và đá phạt từ khu vực giữa sân rất khó chịu. Và đá phạt vừa rồi là khá khó chịu và nó mang về cho cầu thủ Đà Lộc thêm một tình huống phạt góc nữa. Đường chuyền dài hướng lên trên nó là không thành công. Đường chuyền dài vừa rồi nó hướng đến vị trí của Văn Cường. Nhưng khá khó để Văn Cường có thể xử lý được pha bóng vừa qua khi mà trung vệ đến từ cầu thủ Mê Công vẫn đang đeo bám anh một cách rất quyết liệt. Cắt bóng tốt. Đập nhả là rất hay. Mở cánh dành cho Văn Tươi. Xử lý của Văn Tươi là không thành công. Vẫn một đường chuyền lỗi. Nhưng thật may mắn rằng cầu thủ bên phía Đà Lộc không có cho mình một tình huống xử lý tốt.
tranh chấp là rất quyết liệt đến từ cả hai đội. Và có tiếng còi trọng tài được vang lên, quyền đá phạt thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Đà Lộc. Rất tốt, bóng vẫn còn. Đã có tình huống mà tiếng còi trọng tài được vang lên, một quả đá phạt thuộc về dành cho cầu thủ Mê Cổng. Rất nhanh thôi thì không có tình huống đá phạt nhanh nào được tạo ra. Đường chuyền. Rất lăn xả. Dứt điểm. Lại một lần nữa thì cơ hội của các cầu thủ Đà Lộc họ vẫn chưa thể tận dụng tốt được những tình huống này. Tình huống ném bóng lên, cơ hội có thể dứt điểm, vẫn đang là cầu thủ Mê Cổng. Cả ngang vào trong, không vào. Một tình huống là khá đáng tiếc trong cơ hội tấn công đến từ cầu thủ bên phía Mê Cổng. Lên bóng ngược lại dành cho cầu thủ Đà Lộc. Vẫn đang những tình huống tranh chấp rất quyết liệt. Và có lẽ nó sẽ là quả biên thuộc về dành cho cầu thủ Mê Cổng. Cơ hội phản công. Quả người rất hay đến từ Văn Tươi. Dứt điểm không vào. Và có lẽ cầu thủ Mê Cổng họ sẽ được hưởng thêm một tình huống phạt góc. Sẽ là một quả phạt góc mang về rất nhiều hy vọng. Nỗ lực của Văn Tươi là không thành công. Một quả phát bóng lên thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía... Chính xác hơn là nó sẽ thuộc về dành cho cầu thủ bên phía Đà Lộc. Rất nỗ lực. Cơ hội dứt điểm không vào. Một cơ hội dứt điểm là không thành công. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa qua. Phần bóng rất dài lên phía trên. Khoảng nửa thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất trôi qua thôi. Nhưng các cầu thủ bên phía Mekong họ là những người đang có lợi thế với tỷ số 1-0.
khi thời tiết đang ở trên sân Tuấn Phong ấy lúc này đang dần một nắng lên thì đó là lúc mà thể lực của cả hai đội đang bị bào mòn. Rất tốt. Cả hai đội vẫn đang có những tình huống cắt bóng khiến cho đối phương chưa thể nào áp sát tới khung thành của đội bóng của mình. Bàn tươi. Rất tự tin đến từ cầu thủ Mê Công. Đường chuyền dài, cơ hội không vào. Một đường chuyền là khá nguy hiểm. Đã cùng xem tình huống này nhưng may mắn rằng thủ thành bên phía cao thủ Đà Lộc vẫn đang chơi vô cùng tập trung, khiến cho cơ hội của cao thủ Mekong tình huống vừa qua nó vẫn chỉ là một cơ hội nguy hiểm mà thôi. Chứ thay vì đó là một bàn thắng thứ hai nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Nhưng Mekong họ vẫn đang là những người chơi chủ động với những tình huống nguy hiểm của mình. Và đây là cơ hội. Văn Tươi có cơ hội dứt điểm. Và đó là cơ hội mà Văn Tươi đã nâng cách biệt lên thành 2-0. Rất tốt. Và 2-0 dành cho các cầu thủ bên phía Mê Công. Lại một tình huống nữa lên bóng mà cầu thủ Mekong có thể dứt điểm. Rất nỗ lực. Người đang đeo băng đội trưởng dành cho cầu thủ Mekong đó chính là vị trí của Văn Cường. Văn Cường vẫn đang quá khó để có thể tung ra cú dứt điểm khi mà trước mặt anh vẫn đang quá nhiều những chiếc bóng áo xanh. Wow, tôi vẫn đúng gì đây. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất đang dần trôi qua và lợi thế giờ đang là 2-0 dành cho cầu thủ bên phía Mekong. Quá nguy hiểm, lại một lần nữa cơ hội nguy hiểm đến với các cầu thủ bên phía Mekong và dứt điểm khiến cho cầu thủ bên phía Đà Lộc họ phải cần cảnh giác nhiều hơn. Khi mà ở thời gian thi đấu này thì các cầu thủ Mekong họ đang càng ngày càng một hăng hái hơn, tinh thần càng máu lửa hơn trên sân Tuấn Phong. Chỉ còn khoảng 10 phút.
từ. Văn Tươi, người đã nhận đôi cách biệt lên đánh 2-0 dành cho các cầu thủ bên phía Mekong. Cầu thủ Mekong không việc gì phải vội vàng cả khi mà thời tiết đang không ủng hộ cho cả hai đội lúc này, thì Mekong cần chơi giữ sức hơn. Chứ nếu không, nếu mà để một hiệp hai mà Đa Lộc là những người mà họ có cho mình sức mạnh khỏe hơn thì rất dễ có những kịch bản bất ngờ có thể xảy ra. Thời gian còn là rất nhiều và cơ hội của Đa Lộc chưa hề kết thúc. Chúng ta có ít nhất cho họ là 10 phút ở hiệp thi đấu thứ nhất và cả 30 phút ở hiệp thi đấu thứ hai nữa. Một thời gian là quá nhiều. Nó khiến cho 2-0 chưa phải là một kết quả mà cầu thủ Mekong họ muốn cả. Chắc chắn là như vậy khi mà thời điểm hiện tại cầu thủ Mekong họ vẫn đang dâng lên tấn công với một tốc độ rất cao. Chúng ta thấy rằng bóng vẫn còn. Nó đến với vị trí của Văn Tươi. Mở cánh dành cho Văn Thượng. Rất nỗ lực. Bóng vẫn đang thuộc về dành cho thủ Mekong. Nhưng đường chuyền này là vẫn còn. Rất tốt. Văn Cường. Dứt điểm. Bóng vẫn còn dành cho thủ Mekong. Đập nhảm vào 1-1-2 là không thành công. Quá đáng tiếc cho cầu thủ Mekong trong tình huống vừa qua. Vẫn đang tình huống lên bóng dành cho thủ Mekong. Nỗ lực là không thành công. Nhưng mà giờ đây là một tình huống phạt góc thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Đà Lộc. Rất khó chịu. Nhưng giờ đây bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Văn Nguyên bên phía cầu thủ Mekong. Nó sẽ làm giảm bớt đi phần nào những sóng gió trước khung thành của các cầu thủ bên phía Mekong sau những phút vừa qua. Thank you.
rất tốt. Quyền kiểm soát bóng đã thuộc về lại dành cho cầu thủ Mekong sau tình huống vừa qua. Đường chuyền dài khá khó chịu nhưng thủ thành của cầu thủ Mekong vẫn đang rất đứng vững. Cơ hội không vào. Một tình huống là quá nguy hiểm khi mà để đội trưởng Văn Cường một lần nữa tạo ra một cơ hội quá nguy hiểm với khung thành của cầu thủ bên phía Đà Lộc. Một lần nữa cao thủ Đà Lộc đang chơi quá bất cẩn khi mà để cho các cầu thủ bên phía Mekong họ có thể quá tự do ở gần khu vực vòng cấm địa. Đó là những vị trí mà cao thủ Đà Lộc cần tập trung hơn. Khi mà đó là những điểm mà chỉ cần thiếu tập trung thôi thì nó sẽ khiến cho cao thủ của Đà Lộc phải trả giá dứt điểm không vào. Một tình huống dứt điểm khá đáng tiếc khi bóng đi rất sát so với cột dọc của cầu thủ Đà Lộc. Đường chuyền dài không thành công. Có lẽ thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất của chúng ta sẽ còn khoảng 3 phút thôi mà thôi. 3 phút cho hiệp thi đấu thứ nhất. Vì thi đấu thứ nhất của chúng ta phần khả năng cao sẽ kết thúc với tỷ số là 2-0. Đường chuyền dài. Tốt vẫn đang là cầu thủ bên phía Mekong. Họ vẫn đang là những người quá chủ động trong tình huống vừa qua. Sẽ là một lợi thế quá lớn trước khi bước vào thời gian bù giờ. Lợi thế với cách biệt hai bàn thì sẽ là một thời gian bù giờ mà cầu thủ bên phía Mekong họ sẽ rất thoải mái. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất của trọng tài được vang lên. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút để đón chờ hiệp thi đấu thứ hai.
Chuẩn bị được đến với hiệp 2 giữa cầu thủ Mekong cùng với cầu thủ Đà Lộc. Tạm thời thì cầu thủ Mekong họ là những người đang có lợi thế với hai bàn cách biệt. Và khi mà hiệp 2 bắt đầu thì đã có một cầu thủ nhí đến từ cầu thủ Mekong cũng tham gia vào trận đấu. Và sẽ là quyền giao bóng thuộc về cầu thủ Đà Lộc. Phút giây đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2. Sẽ là một tình huống biên mà cầu thủ Đà Lộc họ sẽ là những người được hưởng quả đá biên này. Lấy bóng rất tốt. Cơ hội phản công được về dành cho cầu thủ Mekong. Lên bóng. Đưa dứt điểm, không thành công. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành bên phía cao thủ Mekong trong tình huống vừa qua. Và ném bóng không thành công. Nước anh để đây nhá. Lên bóng dành cho các cầu thủ Đà Lộc. Rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Đà Lộc vẫn thiếu đi những tình huống chuyền bóng chính xác. Quả người quá hay nhưng có lẽ sẽ là bóng đã đi hết đường biên ngang. Đường căng ngang khá nguy hiểm, cơ hội dứt điểm, không thành công. Một tình huống mà các cầu thủ bên phía Mekong họ đã không thể tung ra cho mình cú dứt điểm. Khá đáng tiếc, tình huống vừa rồi họ đã có cơ hội để nâng tỷ số lên thành 3-0.
những tình huống mà cả hai đội đang có sự va chạm, như là thời tiết khiến cho cái đầu của các cầu thủ cũng rất dễ xảy ra những sự nóng nảy. Những đường truyền lên bóng của Đà Lộc họ vẫn đang thiếu đi những sự chuẩn xác. Nỗ lực là không thành công. Những phút giây đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Không có mấy nguy hiểm với khung thành của cầu thủ Mekong. Rất cố gắng. Chắc chắn rằng thể lực của cả hai đội ở hiệp thi thứ hai này cũng đã bị ảnh hưởng phần nào khi mà cả hai đội họ đang chơi với một nhịp độ chậm hơn là khá nhiều. Cơ hội dứt điểm. Bóng dành cho cầu thủ Mekong. Cơ hội phản công. Tốc độ rất tốt. Vẫn còn. Không vào. Một tình huống leo biển tốc độ. Nhưng đội trưởng của cầu thủ Mekong họ không có cho mình tình huống dứt điểm cuối cùng. Và ngay sau đó là một tình huống mà cầu thủ Đà Lộc họ lại một lần nữa bỏ lỡ đi những cơ hội rất ngon ăn của mình.
tình huống mà Đà Lộc họ là những người đang có quyền kiểm soát bóng. Tình huống kiểm soát bóng nhưng không có mấy hiệu quả để tạo ra những đường tấn công. Rất tốt. Vẫn là cầu thủ Đà Lộc rất cố gắng. Mà tình huống dứt điểm này thì lại không có gì nguy hiểm. Cơ hội. Đường chuyền quá thiếu chính xác. Khi mà trời thì tiết nắng nóng, có lẽ những tình huống sai sót xảy ra là không thể nào đoán trước được. Vì vậy cả hai đội cần giữ cho mình một cái đầu lạnh. Rất tốt. Cơ hội rất bình tĩnh. Đó là thủ thành bên phía cầu thủ Đà Lộc, một nhịp xử lý bình tĩnh. Đường truyền lên là không thành công. Và sẽ có quả đá phạt lên thuộc về dành cho cầu thủ Đà Lộc, hay là một quả đá phạt thuộc về dành cho cầu thủ Mekong trong tình huống này đây. Và đó sẽ là quả đá phạt dành cho cầu thủ Đà Lộc, không thành công. Cơ hội dứt điểm không vào. Và dứt điểm bóng đi quá cao so với khung thành của các cầu thủ Mekong trong tình huống vừa qua. Một tình huống nữa mà các cầu thủ Đà Lộc họ có cho mình được một cơ hội nguy hiểm. Lên bóng dành cho cầu thủ Đà Lộc. Vẫn còn. Rất khỏe. Nhưng đó có lẽ một tình huống phạm lỗi mà cầu thủ Đà Lộc họ sẽ được hưởng cho mình tình huống đá phạt. Và Đà Lộc họ sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào đây? Đưa bóng vào trong nó không thành công nhưng vẫn còn. Đã có tiếng còi trọng tài của nó lên.
của biên thuộc về dành cho cầu thủ Mekong. Họ có cho mình hai bàn lợi thế. Và họ không việc gì phải quá vội vàng trong những phút ở hiệp thứ hai cả, khi mà thời tiết nó khiến cho thể lực của cầu thủ đang bị bào mòn đi là rất nhiều. Có cơ hội dứt điểm không vào. Và một lần nữa cơ hội dứt điểm đến với vị trí của người đội trưởng bên phía Mekong, nhưng anh lần này lại chưa thể nào tận dụng được cơ hội ghi bàn. Khá đáng tiếc trong tình huống vừa qua. Một tình huống phạm lỗi nữa được tạo ra. Lại một lần nữa người mang ban đội trưởng bên phía cầu thủ Mekong Văn Cường đã bị phạm lỗi. Đường chuyền dài khá nguy hiểm, không vào. Một tình huống mà cầu thủ bên phía Mekong đã thiếu đi những sự cảnh giác. Và một chút nữa thôi nó khiến cho đó là bàn thắng nâng để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 dành cho cầu thủ Đa Lộc. Nhưng tiếc rằng thủ thành của cầu thủ Mekong trong tình huống vừa qua vẫn đang chơi vô cùng tập trung. Cầu thủ Đà Lộc đang chơi rất tự tin trong những phút giây vừa qua. Khoảng hơn 10 phút. Và hai đội, các cầu thủ bên phía Mekong vẫn đang rất chủ động nhường thế trận. Và Đà Lộc họ đang là những người có nhiều lợi thế hơn ở những phút giây vừa qua. Và tình huống qua người quá hay của Văn Cường. Và phải có tiếng còi trọng tài được vang lên trong tình huống vừa qua, khi mà Văn Cường đã có một tình huống xử lý vô cùng kỹ thuật. Ta cùng xem lại pha xử lý kỹ thuật đến từ Văn Cường và buộc cho cầu thủ của bên phía Đà Lộc phải có một tình huống phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi vừa qua là một tình huống phạm lỗi đem về cho cầu thủ bên phía Mekong thêm một tình huống đá phạt nguy hiểm. Chúng ta cùng chờ xem ở tình huống này thì cầu thủ của Mekong họ sẽ chọn phương án nào để có thể tổ chức pha đá phạt. Hoàn toàn là một cơ hội quá lớn để cầu thủ Mekong có thể nâng tỷ số lên thành 3-0. Dứt điểm thẳng không vào. Phần dứt điểm thẳng nó là khá đáng tiếc khi nó đi thẳng về phía
thủ môn bên phía cầu thủ Đà Lộc trong tình huống vừa qua. Bóng vẫn còn. Đường chuyền tốt. Và một tình huống chơi bóng là khá an toàn khi phá bóng đi một cách vô cùng dứt khoát. Rất nỗ lực đến từ Văn Cường. Vẫn còn cơ hội phản công dành cho thủ Đà Lộc. Đường chuyền không thành công. Một đường chuyền chọc khe. Nhưng những sự hiểu ý nhau là không có trong tình huống vừa qua. Khiến cho tình huống chọc khe vừa rồi thiếu đi những sự chuẩn xác. Văn Tươi giữa hai vòng vây của cầu thủ Đà Lộc và anh mang về cho cầu thủ Mekong một quả phạt hướng lên trên. Một tình huống đá phạt nhanh. Gì ấy? Tôi đang làm. Mẹ sáng còn nghỉ mất một trận này ngủ quên. Có cơ hội dứt điểm dành cho cầu thủ Đà Lộc. Vẫn rất hay. Quyền kiểm soát bóng đang dần thuộc về nhiều hơn dành cho cầu thủ Đà Lộc trong những tình huống vừa qua. Cơ hội dứt điểm. Một lần nữa nó không thành công. Nhưng bóng vẫn đang thuộc về dành cho cao thủ bên phía Mekong. Khung thành đã bỏ trống nhưng họ vẫn chưa thể tung ra cú dứt điểm. Một tình huống vào sau khá nguy hiểm. Hoàn toàn trọng tài có thể rút ra một tấm thẻ vàng trong tình huống này. Nhưng có lẽ rằng vẫn chỉ là những tình huống nhắc nhở đến từ trọng tài mà thôi. Và còn khoảng chưa đầy 10 phút nữa thì trận đấu chúng ta sẽ được kết thúc. Bóng thuộc về dành cho cầu thủ Mekong. Qua người là không thành công. Vẫn còn dứt điểm. Không có những sự nguy hiểm thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Mekong thì cũng vừa qua. Tôi không cầm.
không thành công. Những tình huống chơi bóng quá an toàn. Cần những sự đột biến hơn dành cho cầu thủ Đà Lộc trong những phút vừa qua. Cơ hội dành cho thủ Đà Lộc. Bóng vẫn còn trong sân. Một đường chọc khe không thành công. Đường bóng dài không hiệu quả đến từ cầu thủ Mekong. Sẽ còn khoảng 5 phút đồng hồ. 5 phút cho những nỗ lực của cả hai đội. Lên bóng dành cho cầu thủ Đà Lộc. Lên bóng rất thành thoát đến từ cầu thủ áo xanh. Đưa bóng vào trong thì lại không thành công. Những phút giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Phật bóng khá dài lên phía trên nhưng nó không chính xác. Cướp bóng tốt và cơ hội phản công dành cho cầu thủ Mekong. Cơ hội dứt điểm không vào. Một tình huống quá bỏ lỡ quá đáng tiếc khi mà đó là một tình huống đối mặt 1-1 dành cho cầu thủ Mekong. Nhưng bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 3-0 thì nó vẫn chưa đến với cầu thủ áo xanh dương. Thực sự đó là một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc khi hoàn toàn đó có thể là nhát dao để kết liễu đi những hy vọng của Đà Lộc trong những phút giây cuối cùng. Còn khoảng 2 phút đồng hồ, hơn 2 phút nữa tính cả thời gian bù giờ thì trận đấu chúng ta sẽ được thổi hồi còi kết thúc. Đó là một quả phạt thuộc về dành cho cầu thủ Đà Lộc. Rất nỗ lực và quá nguy hiểm trong tình huống vừa qua. Một tình huống tổ chức đá phạt là rất khó chịu đến từ cầu thủ Đà Lộc. Nhưng tiếc rằng thì bàn thắng nó vẫn đang có lẽ rằng nó vẫn chưa mỉm cười với các cầu thủ bên phía Đà Lộc. Đưa bóng vào trong.
lên bóng dành cho cầu thủ Đa Lộc. Đá những tiếng khá mạo hiểm. Bóng vẫn còn. Vẫn đà là cầu thủ bên phía Đà Lộc. Dứt điểm khá nguy hiểm trong tình huống vừa qua. Một tình huống mà dứt điểm bóng lì ở tuyến này là khá nguy hiểm. Và đồng thời lúc này thì tiếng còi của trọng tài chính cũng đã được vang lên. Chiến thắng thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Mekong với tỷ số là 2-0 từ hiệp thi đấu thứ nhất. Và chúng ta sẽ cùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở những trận đấu tiếp theo